Ok, và hello anh em nhé, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thế Gì đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Dragon City nhé. Và nếu anh em nào thích cái video này, hãy là cho mình một like nhá, một cái comment và một chia sẻ. Nó là động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai này nhé. Và chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào, let's go. Rồi ok, vào game thôi anh em. Để em được game này. Ở đây thì vẫn là cái cuốn sách với giá là 257.000, đắt dã man con ngàn anh em ạ. Rồi chúng ta sẽ lấy coin và tiếp tục là làm cái nhiệm vụ ở đây nhé. Rồi anh em ơi, rồng bay, không biết là cái con rồng mới ở trong cái sự kiện đã được mở khóa chưa để mình đi mình lấy cái nhỉ. Rồi anh em ơi, chúng ta sẽ cố gắng lấy điểm, lấy coin, lấy bất kể một cái gì đó ở trong cái sự kiện này nhé. Nói chung là nó cũng khá là đơn giản, nó cũng không phải là quá là khó nhằn lắm đối với mình. Bay qua cầu vồng nào, 1, 2, 3. Rồi chúng ta sẽ lấy tật những cái trong chóng tre nhé. Đấy, trong chóng tre, lấy hết rồi. Hợp lý chưa anh em, quá ổn luôn, đấy. Úi, bỏ qua luôn một cái đấy rồi, bỏ qua luôn một cái trong chóng rồi anh em. Ok. Đấy, đấy, nhờn. Quá hợp lý luôn. Rồi, chúng ta lấy được rất nhiều các cái op ở bên này nhá anh em. Mình đã qua cột mốc 5 năm rồi. Bây giờ tôi vẫn là tiếp tục là di chuyển để lấy các cái cột mốc khác. Đấy. Quá hợp lý luôn. Chúng ta lấy được rất nhiều các cái item ở bên này. Bay lên nào. Úi, hay thế nhở, bay tốt thế nhở. Chúng ta bay tốt thật sự luôn anh em ơi. Hiện tại đang là mốc 5 năm rồi, 5 trên 5 rồi. Bay đi nào bạn ơi. Sôi. Ui, 5 trên 5. Rồi tắt đi thôi anh em. Được phết đấy chứ nhờ. Mình sắp lấy được con rồng lè lưỡi này. Khá ngon. Thế nhưng mình thấy là khá ổn. Thêm 200 coin à. Hôm nay mình sẽ cho hai con rồng mà mình đã lấy được ở trong cái sự kiện nhá. Đây, chúng ta cùng xem sự kiện nó đã mở khóa con rồng mới cho chúng ta chưa nhỉ? Chưa đúng không? Chưa luôn anh em ạ. Con rồng ba đầu. Mình cần con này. Auditory. Trong này mình đã có hai con rồi. Đó chính là con rồng Victor anh em ạ. Chúng ta có rồng Legendary Victor rất là đẹp ở bên này. Và một con mang tên là con và con Kyokushin này. Cho hãy cho hai con này mắc cấp và mang đi đánh nhau ở đời anh em nhớ. Quá đẹp luôn. College Victor. Nó là K anh em ạ. Nó là Victor Dragon đó. Đấy yeah. Chúng ta cho 40 luôn. Rồng hoa hồng. Úi đẹp thật sự luôn. Và Kyokushin à. Mình còn một con Victorian chứ còn chưa ấy cơ anh em ạ. Và một con Kyokushin nữa là đẹp. Kyokushin Dragon. Mới con 21 thôi. Thần lửa hỏa quyền Ace đẹp thật sự luôn. Đấy, cùng thử xem nhé. 39, 40. Đấy, ok anh em thấy chưa? Kyokushin và con Victor. Cho được thêm một ít điểm nữa ở bên này. Collect food rất là ngon ha. Thế là chơi cái này thôi. Mình đang khá thích chơi cái trò này anh em ạ. Nó kiểu khá giải trí ấy. Đúng không? Seven times season 3 to me the way the sea. Ok anh em ơi, bay đi nào, bay lên nào. Rồi, khá là đơn giản và là khá là hợp lý anh em ạ. Bay lên, quá là được luôn. Palavan says fantasy, the prince of green, I see not dream.
Sôi, quá ok luôn, quá ok có dê luôn anh em. Ui, mình vẫn lách qua được anh em ạ, quá đỉnh luôn anh em ơi, quá đỉnh của chóp luôn, là mình vẫn lách qua được ha. Yes, rồi anh em ơi, chúng ta lấy thêm được một ít vàng ở bên này, đẹp chưa, đẹp chưa, quá là hợp lý luôn. Sôi ơi, cho anh lấy full rồi anh em ạ. Ui. Hơi bị được luôn. Quá ổn luôn. Cái này là mắc rồi anh em ạ, 115 là mắc điểm rồi á. Cho thêm con rồng mới này. Con Polywind Dragon à. Sức này còn tận đến 2 ngày nữa cơ. Còn khá là lâu. Ok, rồi. Chúng ta sẽ vào trong cái quest với đánh Kyokyu Shrine là đẹp anh em ạ. Rất là nhiều cái coin để bạch tuộc này. Kyokyu Shrine. Đâu rồi nhỉ? Kyokyu Shrine thần lửa Ace. Thần lửa hỏa quyền Ace xuất hiện. Chúng ta swap sang con rồng thần lửa hỏa quyền AC nhé. Ui, đấm liên hoàn luôn anh em, đẹp thế, con này đẹp quá, con này đẹp và chất lượng quá anh em ơi. Mewtwo Super Mega này 17.565 Electro Ball Victory, chiến thắng rồi. Cái này sẽ là hai tick quest. Đấm nhau nào bạn ơi, chiến đội. Còn gì mà phải sợ bọn đấy nữa đúng không anh em? Không phải sợ. Chiến đã, xong đấy sao, xong tí sao, lấy sao. Ok, Sandstorm. Rồi. Con Kyokyu Shrine không cần phải ra mặt à? Không, vì đây là cái nhiệm vụ khác. Cho sắp được con rồng mới rồi anh em ơi. Kaiju Infamous Obscus. Một ngày nữa thôi là cho sẽ lấy con rồng mới anh em ạ. Quá tuyệt vời đâu rồi gì đó đúng không? Quá tuyệt vời mặt trời. Rồi bạn ơi. Tiếp theo sẽ lấy sang bên này. Boost có bát lên. Và mình sẽ đi đấm nhau ở trong cái phần Arena Master Eye này nha. 45-70 à? Khó quá. 40-40 và 50. Đánh kiểu gì đây? Ui, ở phía trên nó còn khó hơn nhiều anh em ạ. Phía trên còn khó hơn nhiều. Rồi, và chúng ta sẽ vào Friend. Đây mọi người thăm nhà đây. Thật ra là chúng ta đi đấu nhau thì nó sẽ hay hơn anh em ạ. Và chúng ta sẽ sử dụng con Kyokyu Shrine của chúng ta vào đây thì đây, tôi sẽ test thử thần lửa luôn. Ông có cái con Doctor Strange đúng không anh em? Mình sẽ test thử thần lửa của mình đối đối đầu với Doctor Strange nhưng không đấu được anh em ạ. Tại vì trong này nó mặc định rồi, mặc định team là nó sẽ là như thế này rồi. Không thể đấu được. Whimsical Ocean Lost Dragon. Ok anh em. Pure Energy cộng một đấm. Pure Energy cộng tiếp đấm 2. Xong. President Dragon. Rồi nhá, và chúng ta sẽ kết thúc tập này nhé. Xin chào anh em nhá.